39 phẩm khó nghe công đức. Khi ấy trời Đế Thích nghĩ thế này, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đã từng đối với vô lượng các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác trong quá khứ, thân cận cúng dường, phát nguyện rộng lớn, trồng các căn lành, được nhiều thiện tri thức nhiếp thọ thì nay mới được nghe danh tự công đức Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế. Huống là thường sao chép, đọc tụng, thọ trì như lý tư duy vì người diễn nói, hoặc tùy sức như thuyết tu hành, nên biết người ấy đã ở chỗ vô lượng chư Phật trong quá khứ, thân cận thừa sự, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, trồng các cội đức, từng nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghe rồi thọ trì tư duy, đọc tụng vì người diễn nói như giáo tu hành. Hoặc đối với kinh này thường hỏi đáp do phước lực này nên nay được như vậy. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đã từng cúng dường vô lượng các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác, công đức thuần tịnh, nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa này mà tâm chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng hãi, nghe rồi tin ưa như thuyết tu hành, thì nên biết người ấy nhiều ức kiếp đã từng tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho nên đời nay thành tựu được việc này. Lúc bấy giờ, cụ thọ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nghĩa thú sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa này mà tâm chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng hãi, nghe rồi sao chép, đọc tụng, thọ trì như lý tư duy vì người diễn nói, hoặc lại tùy lực như giáo tu hành, thì nên biết người ấy như các đại Bồ Tát ở địa vị bất thối. Vì sao? Bạch Thế Tôn: Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy nghĩa thú sâu xa, rất khó tin hiểu. Nếu đời trước chẳng tu tập lâu dài bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa thì đâu có thể được nghe và tức thời tin hiểu. Bạch Thế Tôn: Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa mà chê bai phỉ báng, thì nên biết người ấy đời trước đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này cũng đã từng phỉ báng. Vì sao? Bạch Thế Tôn: Vì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, do tập khí đời trước nên chẳng tin, chẳng ưa, tâm chẳng thanh tịnh. Bạch Thế Tôn: Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy chưa từng thân cận chư Phật, Bồ Tát và chúng đệ tử, chưa từng thưa hỏi là nên hành bố thí Ba La Mật Đa như thế nào, nên hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế nào, nên trụ pháp không nội như thế nào, nên trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh như thế nào, nên trụ chân như thế nào, nên trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ như thế nào, nên trụ thánh đế khổ như thế nào, nên trụ thánh đế tập diệt đạo như thế nào, nên tu bốn tịnh lự như thế nào, nên tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc như thế nào, nên tu tám giải thoát như thế nào, nên tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ như thế nào, nên tu bốn niệm trụ như thế nào, nên tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo như thế nào, nên tu pháp môn giải thoát không như thế nào, nên tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện như thế nào, nên tu năm loại mắt như thế nào, nên tu sáu phép thần thông như thế nào, nên tu mười lực Phật như thế nào, nên tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng như thế nào, nên tu pháp không quên mất như thế nào, nên tu tánh luôn luôn xả như thế nào, nên tu trí nhất thiết như thế nào, nên tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng như thế nào, nên tu tất cả pháp môn Đà La Ni như thế nào, nên tu tất cả pháp môn Tam Ma Địa như thế nào, nên tu tất cả hạnh đại Bồ Tát như thế nào, nên tu quả vị giác ngộ ca tột của chư Phật như thế nào. Đêm nay nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thì chê bai phỉ báng, chẳng tin chẳng ưa, tâm chẳng thanh tịnh. Bấy giờ trời Đế Thích thưa với Xá Lợi Tử:
Thưa Đại Đức, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy nghĩa thú sâu xa, rất khó tin, khó hiểu. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, đối với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, từ lâu chưa tin hiểu, từ lâu chưa tu tập, thì nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thể tin hiểu hoặc sanh hủy báng là việc có thể xảy ra. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đối với pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, từ lâu chưa từng tin hiểu, từ lâu chẳng an trụ, thì nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thể tin hiểu hoặc sanh hủy báng là việc có thể xảy ra. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đối với chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, từ lâu chưa tin hiểu, từ lâu chưa an trụ, thì nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thể tin hiểu hoặc sanh hủy báng là việc có thể xảy ra. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đối với bốn thánh đế từ lâu chưa tin hiểu, từ lâu chẳng an trụ, thì khi nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thể tin hiểu hoặc sanh hủy báng là việc có thể xảy ra. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đối với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, hoặc bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, hoặc mười địa Bồ Tát, từ lâu chưa tin hiểu, từ lâu chẳng tu tập, thì khi nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thể tin hiểu hoặc sanh hủy báng là việc có thể xảy ra. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đối với năm loại mắt, sáu phép thần thông, hoặc mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, hoặc pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, hoặc trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, từ lâu chưa tin hiểu, từ lâu chẳng tu tập, thì nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thể tin hiểu hoặc sanh hủy báng là việc có thể xảy ra. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đối với các hạnh đại Bồ Tát hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật từ lâu chưa tin hiểu, từ lâu chẳng tu tập, thì khi nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thể tin hiểu hoặc sanh hủy báng là việc có thể xảy ra. Thưa Đại Đức, con nay kính lễ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, kính lễ Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là kính lễ trí nhất thiết trí. Bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích, này Kiều Thi Ca, đúng vậy, như lời ông nói, kính lễ Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là kính lễ trí nhất thiết trí. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì trí nhất thiết trí của chư Phật Thế Tôn, đều từ Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được phát sanh. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn an trụ trí nhất thiết trí của chư Phật, thì nên an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa, muốn khỏi trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, muốn đoạn tất cả phiền não tập khí, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, chuyển pháp luân mầu nhiệm, độ vô lượng chúng, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn dùng phương tiện thiện xảo để an lập hữu tình ở quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc quả vị độc giác, hoặc muốn tự học, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn dùng phương tiện thiện xảo để an lập hữu tình ở quả vị giác ngộ cao tột của Phật, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn dùng phương tiện thiện xảo để an lập hữu tình ở các hạnh đại Bồ Tát, khiến không thối chuyển hoặc muốn tự tu hành, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu đại Bồ Tát muốn hàng phục chúng ma, dẹp bỏ ngoại đạo, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu đại Bồ Tát muốn khéo nhiếp thọ các bí xô tăng, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bấy giờ trời Đế Thích bạch Phật,
Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì an trụ sắc như thế nào, an trụ thọ tưởng hành thức như thế nào, tu tập sắc như thế nào, tu tập thọ tưởng hành thức như thế nào, an trụ nhãn xứ như thế nào, an trụ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ như thế nào, tu tập nhãn xứ như thế nào, tu tập nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ như thế nào, an trụ sắc xứ như thế nào, an trụ thanh hương vị xúc pháp xứ như thế nào, tu tập sắc xứ như thế nào, tu tập thanh hương vị xúc pháp xứ như thế nào, an trụ nhãn giới như thế nào, an trụ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra như thế nào, tu tập nhãn giới như thế nào, tu tập sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra như thế nào, an trụ nhĩ giới như thế nào, an trụ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra như thế nào, tu tập nhĩ giới như thế nào, tu tập thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra như thế nào, an trụ tỷ giới như thế nào, an trụ hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra như thế nào, tu tập tỷ giới như thế nào, tu tập hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra như thế nào, an trụ thiệt giới như thế nào, an trụ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra như thế nào, tu tập thiệt giới như thế nào, tu tập vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra như thế nào, an trụ thân giới như thế nào, an trụ xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra như thế nào, tu tập thân giới như thế nào, tu tập xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra như thế nào, an trụ ý giới như thế nào, an trụ pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra như thế nào, tu tập ý giới như thế nào, tu tập pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra như thế nào, an trụ địa giới như thế nào, an trụ thủy hỏa phong không thức giới như thế nào, tu tập địa giới như thế nào, tu tập thủy hỏa phong không thức giới như thế nào, an trụ vô minh như thế nào, an trụ hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não như thế nào, tu tập vô minh như thế nào, tu tập hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não như thế nào, an trụ bố thí ba la mật đa như thế nào, an trụ tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa như thế nào, tu tập bố thí ba la mật đa như thế nào, tu tập tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa như thế nào, an trụ pháp không nội như thế nào, an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh như thế nào, tu tập pháp không nội như thế nào, tu tập pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh như thế nào, an trụ chân như thế nào, an trụ pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ như thế nào, tu tập chân như thế nào, tu tập pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ như thế nào, an trụ thánh đế khổ như thế nào, an trụ thánh đế tập diệt đạo như thế nào, tu tập thánh đế khổ như thế nào, tu tập thánh đế tập diệt đạo như thế nào, an trụ bốn tịnh lự như thế nào, an trụ bốn vô lượng, bốn định vô sắc như thế nào, tu tập bốn tịnh lự như thế nào, tu tập bốn vô lượng, bốn định vô sắc như thế nào, an trụ tám giải thoát như thế nào, an trụ tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ như thế nào, tu tập 8 giải thoát như thế nào, tu tập 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ như thế nào, an trụ 4 niệm trụ như thế nào, an trụ 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo như thế nào, tu tập 4 niệm trụ như thế nào, tu tập 4 chánh đoạn cho đến 8 chi thánh đạo như thế nào, an trụ pháp môn giải thoát không như thế nào, an trụ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện như thế nào, tu tập pháp môn giải thoát không như thế nào, tu tập pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện như thế nào, an trụ 10 địa Bồ Tát như thế nào, tu tập 10 địa Bồ Tát như thế nào, an trụ 5 loại mắt như thế nào, an trụ 6 phép thần thông như thế nào, tu tập 5 loại mắt như thế nào, tu tập 6 phép thần thông như thế nào, an trụ 10 lực Phật như thế nào, an trụ 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng như thế nào.
tu tập 10 lực của Phật như thế nào, tu tập 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng như thế nào, an trụ pháp không quên mất như thế nào, an trụ tánh luôn luôn xả như thế nào, tu tập pháp không quên mất như thế nào, tu tập tánh luôn luôn xả như thế nào, an trụ trí nhất thiết như thế nào, an trụ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng như thế nào, tu tập trí nhất thiết như thế nào, tu tập trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng như thế nào, an trụ tất cả pháp môn Đà La Ni như thế nào, an trụ tất cả pháp môn Tam Ma Địa như thế nào, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni như thế nào, tu tập tất cả pháp môn Tam Ma Địa như thế nào, an trụ quả dự lưu như thế nào, an trụ quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán như thế nào, tu tập quả dự lưu như thế nào, tu tập quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán như thế nào, an trụ quả vị độc giác như thế nào, tu tập quả vị độc giác như thế nào, an trụ tất cả hạnh đại Bồ Tát như thế nào, tu tập tất cả hạnh đại Bồ Tát như thế nào, an trụ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật như thế nào, tu tập quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật như thế nào. Bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích: Này Kiều Thi Ca, hay thay hay thay, ông nay nương vào thần lực của Phật nên có thể hỏi Như Lai ý nghĩa sâu xa như thế. Hãy lắng nghe và suy nghĩ chín chắn, ta sẽ nói cho ông nghe. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với sắc chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập sắc, nếu đối với thọ tưởng hành thức chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập thọ tưởng hành thức, vì sao? Này Tiểu Thi Ca, vì sắc cho đến thức để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với nhãn xứ chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập nhãn xứ, nếu đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì nhãn xứ cho đến ý xứ để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với sắc xứ chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập sắc xứ, nếu đối với thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập thanh hương vị xúc pháp xứ, vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì sắc xứ cho đến pháp xứ để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với nhãn giới chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập nhãn giới, nếu đối với sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với nhĩ giới chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập nhĩ giới, nếu đối với thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với tĩ giới chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập tĩ giới, nếu đối với hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì tĩ giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với thiệt giới chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập thiệt giới, nếu đối với vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với thân giới chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập thân giới, nếu đối với xúc giới, thân thức giới và thân xúc,
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng an trụ, chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với ý giới chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập ý giới, nếu đối với pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với địa giới chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập địa giới, nếu đối với thủy hỏa phong không thức giới chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập thủy hỏa phong không thức giới. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì địa giới cho đến thức giới để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với vô minh chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập vô minh, nếu đối với hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì vô minh cho đến lão tử sầu than khổ yêu não, để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với bố thí Ba La Mật Đa chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập bố thí Ba La Mật Đa, nếu đối với tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì bố thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với pháp không nội chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập pháp không nội, nếu đối với pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh, để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với chân như chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập chân như, nếu đối với pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với thánh đế khổ chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập thánh đế khổ, nếu đối với thánh đế tập diệt đạo chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập thánh đế tập diệt đạo. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì thánh đế khổ, thánh đế tập diệt đạo, để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với bốn tịnh lự chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập bốn tịnh lự, nếu đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với tám giải thoát chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập tám giải thoát, nếu đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ,
Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì tám giải thoát cho đến 10 biến xứ để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với bốn niệm trụ chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập bốn niệm trụ, nếu đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với pháp môn giải thoát không chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập pháp môn giải thoát không, nếu đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với 10 địa Bồ Tát chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập 10 địa Bồ Tát. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì 10 địa Bồ Tát để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với 5 loại mắt chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập 5 loại mắt, nếu đối với 6 phép thần thông chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập 6 phép thần thông. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì 5 loại mắt 6 phép thần thông để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với 10 lực Phật chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập 10 lực Phật, nếu đối với 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với pháp không quên mất chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập pháp không quên mất, nếu đối với tánh luôn luôn xả chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập tánh luôn luôn xả. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì pháp không quên mất tánh luôn luôn xả để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với trí nhất thiết chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập trí nhất thiết, nếu đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, nếu đối với tất cả pháp môn Tam Ma Địa chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với quả dự lưu chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập quả dự lưu, nếu đối với quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì quả dự lưu Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với quả vị độc giác chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập quả vị độc giác. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì quả vị độc giác để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với tất cả hạnh Đại Bồ Tát chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập tất cả hạnh Đại Bồ Tát. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì tất cả hạnh Đại Bồ Tát để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật,
Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với sắc chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập sắc. Nếu đối với thọ tưởng hành thức chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập thọ tưởng hành thức. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát ấy quán sắc cho đến thức ở khoảng trước sau giữa đều chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với nhãn xứ chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập nhãn xứ. Nếu đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát ấy quán nhãn xứ cho đến ý xứ ở khoảng trước sau giữa đều chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với sắc xứ chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập sắc xứ. Nếu đối với thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập thanh hương vị xúc pháp xứ. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát ấy quán sắc xứ cho đến pháp xứ ở khoảng trước sau giữa đều chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với nhãn giới chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập nhãn giới. Nếu đối với sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát ấy quán nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, ở khoảng trước sau giữa đều chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với nhĩ giới chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập nhĩ giới. Nếu đối với thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát ấy quán nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra ở khoảng trước sau giữa đều chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với tĩ giới chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập tĩ giới. Nếu đối với hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát ấy quán tĩ giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra ở khoảng trước sau giữa đều chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với thiệt giới chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập thiệt giới. Nếu đối với vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát ấy quán thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, ở khoảng trước sau giữa đều chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với thân giới chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập thân giới. Nếu đối với xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát ấy quán thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, ở khoảng trước sau giữa đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với ý giới chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập ý giới, nếu đối với pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát ấy quán ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, ở khoảng trước sau giữa đều chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với địa giới chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập địa giới. Nếu đối với thủy hỏa phong không thức giới, chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập thủy hỏa phong không thức giới. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát ấy, quán địa giới cho đến thức giới ở khoảng trước sau giữa đều chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với vô minh chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập vô minh. Nếu đối với hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não, chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát ấy quán vô minh cho đến lão tử sầu than khổ ưu não ở khoảng trước sau giữa đều chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với bố thí Ba La Mật Đa chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập bố thí Ba La Mật Đa. Nếu đối với tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát ấy quán bố thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa ở khoảng trước sau giữa đều chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với pháp không nội chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập pháp không nội. Nếu đối với pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát ấy quán pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh ở khoảng trước sau giữa đều chẳng thể nắm bắt được. Hết quyển thứ 297.